Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe có thể nói là một siêu phẩm ạ. Chiếc xe này là một siêu phẩm này là chỉ dành cho những người đam mê xe Mỹ thôi ạ. Đó chính là chiếc xe Toyota Camry nhập Mỹ quý vị và bạn nhé, phiên bản LE. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và nhập về Việt Nam là 2011, đăng ký năm 2011 quý vị và bạn nhé. Tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu, và chiếc xe này đã lăn bánh được 58.000 dặm rồi quý bạn ạ, 58.000 dặm tức là 5.8 dặm rồi quý bạn nhé. Đấy, nếu nó tính ra km thì nó khoảng độ 10.000 km, và cái đồng hồ này đồng hồ chuẩn đấy, một chủ từ đầu quý bạn nhé, không tua đâu ạ, và đồng hồ chuẩn. Chiếc xe này là màu bạc và phiên bản LE này là phiên bản đủ rồi quý bạn nhé. Xe được trang bị la răng đúc này, cửa nóc này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, cruise control, điều hòa tự động. Đấy, phiên bản đủ này nó khác với phiên bản thiếu nhé. Một số cái phiên bản thiếu cũng là Camry LE, cũng là 2010, 2011 chẳng hạn, như là nó có phiên bản thiếu là nó không có cái điều khiển âm thanh trên vô lăng và không có cửa nóc, đấy là phiên bản thiếu quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này là chúng tôi vẫn cam kết với quý bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, một chủ từ đầu quý bạn nhé, chỉ một chủ từ đầu thôi, biển Hà Nội. Đấy, biển 5 số rồi ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 638 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Camry phiên bản LE nhập Mỹ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Camry Mỹ phiên bản LE này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Camry LE phiên bản nhập Mỹ 2011 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về chiếc siêu phẩm này ạ, chiếc xe Toyota Camry nhập Mỹ phiên bản LE này. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở những năm 2010, 2011 thì những chiếc xe Toyota Camry nhập Mỹ này về Việt Nam rất là nhiều ạ, và đang bán tại cái thời điểm đó là với giá thành khoảng độ 62.500 đô cho phiên bản LE này ạ. Đấy, và nếu mà tính là tiền Việt thì thời điểm đó thì chiếc xe này chưa đăng ký xong nó cũng rơi vào hơn 1 tỷ rồi, 62.500 đô quý vị và bạn nhé. Nhưng tuy nhiên cho đến năm 2011, cuối năm 2011 thì thông tư 20 đã bắt đầu thực hiện, tức là cấm nhập khẩu xe tự do. Cho nên là những chiếc xe Toyota Camry nhập về Việt Nam mình từ Mỹ không còn trên thị trường Việt Nam nữa. Còn một vài chiếc thì nhập với hình thức là Việt Kiều hồi hương hoặc quà tặng, đấy là những cái hàng phi mậu dịch, thì về sau cũng đã được thắt chặt hơn, cho nên là thị trường Việt Nam đã vắng bóng hẳn những chiếc xe Toyota Camry nhập từ Mỹ nữa. Cho nên là từ đấy giờ, nếu như những người nào thích những chiếc xe Mỹ này thì gần như là chỉ có đi mua lại những chiếc xe cũ thôi ạ. Và tôi cũng xin chia sẻ thêm cái thông tin là những người mà đã đi những chiếc xe Toyota Camry Mỹ này thì phần lớn là toàn là những người yêu thích và siêu tầm, giống như những chiếc xe ở xe máy là có xe Ram Thái đấy quý bạn ạ. Đấy, những chiếc xe Ram nhập từ Thái đấy ạ. Đấy là gần như là những người thích siêu tầm, thích đồ cổ đấy, và thích chơi. Đấy. Thì chiếc xe này cũng như vậy đấy ạ, ở chiếc xe Toyota Camry LE phiên bản nhập Mỹ này cũng vậy ạ. Phần lớn những ông chủ sở hữu chiếc xe Toyota Camry Mỹ này thì là đều là những người thích chơi và thích giữ gìn, cho nên là những chiếc xe này ai đã sở hữu nó thì là chắc quý vị bạn cũng đã biết rồi ạ, rất giữ gìn, nâng niu chăm sóc, cho nên là chiếc xe như chiếc xe này đây ạ, rất là đẹp ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội đấy, và đã lăn bánh được 5.8 mai chuẩn đấy quý bạn nhé, rất là mới, rất là đẹp. Hôm nay thời tiết rất là nắng to, cho nên là tôi quay ở cái dưới thời tiết nắng nóng như này. Nếu như chiếc xe mà không giữ gìn, không đấy, với thời tiết nắng to như này, nếu như mà tôi
quay ở dưới này mà những chiếc xe mà nền mà xấu, nền mà kém sơn lại nhiều rồi, hay bị đâm đụng hay là bị va chạm rồi thì nó sẽ bị lộ dưới cái ánh nắng này ngay. Đấy, và chiếc xe này thì rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, tôi cho quý bạn xem này, từ những cái phần sườn này, sườn bên lái này, sườn bên phụ này. Đấy, rất là phẳng và rất là mới, rất là bóng quý bạn nhé. Chiếc xe này là chúng tôi mua về là chúng tôi cũng chỉ có đánh bóng và dọn dẹp đi thôi, không phải sơn chỗ nào cả. Đấy, còn nước sơn các thứ còn nguyên bản rất là nhiều đấy. Những cái phần trên này là nước sơn còn nguyên bản rất là nhiều quý bạn nhé. Tuy nhiên chỉ có sơn lại ở những cái phần thấp, phần dưới, hoặc là những cái phần ba đời sốc trước, ba đời sốc sau thì có đôi phần sơn lại, còn lại là rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Phiên bản TOTA Camry LE đây quý bạn này. Đấy, và nhìn về cái phần ba đời sốc sau này thì quý vị bạn thấy đặc biệt nổi trội nhất ở cái cặp đèn sau này, bắt đầu từ cuối năm 2009, tức là model 2010 thì TOTA cũng đã trang bị cho chiếc Camry này là một cái cụm đèn hậu là cụm đèn LED quý bạn nhé. Đấy, cụm đèn LED dạng tổ ong này, rất là sáng, rất là đẹp. Đây là cái điều đặc trưng của chiếc TOTA Camry. Đấy. Và chủ xe đã lắp thêm cảm biến lùi rồi quý bạn này. Đây là những cái phần cảm biến lùi mà chủ xe đã lắp thêm đây quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp với cái cụm đèn hậu này. Cụm đèn hậu LED rất là đẹp và còn rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là chưa có bị xước sát gì cả quý vị bạn nhé. Rất là đẹp luôn đấy. Đây là cái phần sau. Phần những cái phần tay nắm cửa này chủ xe cũng rất là cẩn thận, đã dán chống xước này, cái bên trong này nó không bị xước. Đây là cái phần đặc biệt là chủ xe đấy đã dán lại. Và nữa, phần nữa là chủ xe đã lắp thêm cái gương chiếu hậu này, độ thêm cái gương chiếu hậu gập điện và tích hợp xi nhan trên gương. Nguyên bản của chiếc xe Camry Mỹ này là nó gương cứng không gập được quý bạn nhé. Chủ xe chia sẻ là do nhà của chủ xe là đi vào nhà là phải gập gương lại thì nó mới gọn được, vì chiếc xe này là chủ xe đỗ trong nhà, phải gập gương lại thì nó mới để đỡ vướng cái lối đi, cho nên chủ xe bắt buộc phải độ, chứ chủ xe cũng không thích độ về cái gương chiếu hậu đâu. Đấy là chia sẻ của chủ xe. Cứ mỗi một lần đi về là bác chủ xe lại lùi vào trong gara tầng 1 ở ngay nhà ở luôn, cho nên là phải gập lại thì cái lối đi mới đi nó mới dễ, còn không là bị va vào gương, cho nên là chủ xe đã độ lại. Và cái phần đầu, phần ba đời sốc trước đây quý bạn, xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon. Đấy, và cái cặp đèn pha bi xenon đây còn rất là mới, rất là đẹp quý bạn nhé. Rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Phải nói là rất là đẹp luôn đấy. Từ cái cụm đèn pha này cho đến mặt ca lăng trước này, logo đều rất là mới, rất là đẹp luôn. Bắt đầu từ 2010, model 2010 là bắt đầu lên cái form này quý bạn nhé. Ca lăng khác này, đèn đóm đều khác hết luôn. Đó, rất là đẹp. Và đây là cái dàn lốp của xe đây quý bạn này. Dàn lốp này là dàn lốp thứ hai chủ xe thay từ năm 2018 này. Date lốp là 2018 mà chủ xe thay đấy ạ. Đó. Cả cái dàn lốp chủ xe thay rất là đều. Chủ xe thay dàn lốp là 2018 cả dàn luôn. Đấy, rất là đều luôn các bạn nhé, la răng đúc sẵn của xe rồi, chưa có bị xước sát gì cả. Đấy, dàn lốp 2018 này rất đều và rất là dày đây các bạn này. Cái cạnh này nó còn sắc nguyên như thế này. Đấy, cạnh nó sắc là điều này là cái lốp nó còn rất là dày các bạn nhé. Đấy, cái mặt lốp từ 2018 là chủ xe thay cái dàn lốp này, và 2018 đến bây giờ là sử dụng, tức là phải 4 năm sử dụng rồi mà cái dàn lốp này còn đẹp và mới như này, thì đã thấy được là chủ xe đi cũng ít chứ không đi nhiều đâu ạ. Đấy, 4 với 5 vạn 8 dặm này là chuẩn đấy, đồng hồ đấy quý vị bạn nhé. Đấy, quý vị các bạn đi mua xe cũ, xem đồng hồ là một chuyện, và phải xem về từ những cái chất xe, vô lăng cần số cho đến những cái phần lốp xe này, tất cả nó đều là yếu tố đánh giá lên chất lượng của xe, chứ không riêng một cái đồng hồ đâu quý vị bạn nhé. Cái đồng hồ thì dễ tua thôi ạ, rất nhiều người đã cũng tua xe, tua đồng hồ đấy ạ. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về phần option bên trong nhé. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa bên lái ra cho quý bạn cùng xem này. Đây là về cái phần keo chỉ này, keo chỉ nguyên bản quý vị bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản theo xe đấy ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, tất cả keo chỉ là còn nguyên hết đấy. Đó, một chủ từ đầu cho nên là sử dụng giữ gìn rất là cẩn thận. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Táp bi rất là mới luôn quý bạn ạ. Táp bi cửa này đều rất là mới.
từ những cái phần da cao cấp này. Đấy, da cao cấp này, da này may làm hai. Cái da này là da là làm thêm quý vị bạn nhé. Nguyên bản xe Mỹ nó chỉ có nỉ thôi, cho nên là những cái này làm thêm này, phần da này, phần da lỗ này chủ xe làm đấy ạ. Đấy, rất là đẹp, mà những cái phần này là toàn da cao cấp thôi. Những chiếc xe Camry ngày xưa độ vào là toàn da cao cấp hết thôi quý vị bạn nhé. Đấy, từ những cái phần nhựa này đều rất là mới luôn, mới đều luôn quý vị bạn nhé. Đấy, vô lăng. Đấy, vô lăng cũng rất là mới này. Cần số này. Đấy, quý vị bạn thấy từ vô lăng cần số đều rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, ở chiếc xe Camry Mỹ này thì rất dễ phân biệt quý vị các bạn ạ. Tại sao tôi lại nói dễ phân biệt? Vì vô lăng này không được trang bị là cái vô lăng bọc da đâu, hay là vân gỗ đâu. Nó nguyên bản, nó mộc mạc, nó chỉ có bằng nhựa như này đây này. Đấy, bằng nhựa dẻo, thì có chất liệu này nó dẻo lắm, sờ vào rất là thích, nhưng nó nguyên bản đấy. Có điều là rất là thích nhưng mà không làm mới được. Không làm mới được quý vị bạn ạ. Nếu như bị hỏng hay làm sao là rất khó làm mới. Chứ nếu da thì lại rất là dễ. Da hoặc vân gỗ có thể làm lại mới được vân gỗ. Da có thể khâu lại da, nhưng cái này là rất khó, chỉ có thay lại vô lăng thôi. Nhưng mà cái vô lăng này còn nguyên bản đấy, rất là đẹp. Cần số cũng vậy đấy, bằng chất liệu như vô lăng đấy, mà mới đẹp như này đấy. 5.8 chuẩn quý vị bạn nhé. Đấy, và ghế lái được trang bị là ghế lái chỉnh điện rồi này. Ghế lái chỉnh điện, nội thất là da này, chủ xe bọc da đấy, da này da rất xịn, da cao cấp đấy quý bạn nhé. Đấy, nhìn cái da này là quý bạn biết này, sờ vào da xịn nó rất là thích, mà nó dày đấy, rất là đẹp luôn đấy. Và phần nội thất đây ạ, xe đã được trang bị đầy đủ cả cửa nóc rồi này. Bản đủ mới có bản có cửa nóc nhé, còn nếu như bản thiếu là không có cửa nóc đâu ạ. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2010. Đấy, nhập về Việt Nam là 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, đăng ký tháng 3 năm 2011 đấy. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Đây là cái ốc bản lề của cái cánh cửa phía sau đấy ạ. Ốc cũng còn nguyên và còn zin hết luôn đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem. Cũng giống như vậy ạ, keo chỉ là còn nguyên bản hết này. Đấy, keo chỉ cánh cửa sau còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản, ốc bản lề cánh cửa sau đây cũng còn nguyên và còn rất là mới luôn này. Đấy, tất cả đều rất là mới, phải nói là chủ xe đi rất là giữ gìn quý vị bạn ạ. Mới đều luôn ạ, mới từ cái táp lô này. Đấy, phần nhựa, phần da đều rất là mới đây. Phần ghế da này, đấy, ghế da này nó hơi bẩn một chút là do tôi chưa đánh kỹ đây. Đấy, nhưng mà da cao cấp nguyên bản đây quý vị bạn nhé. Đấy, nội thất da cao cấp nguyên bản theo xe. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp qua đi rồi, cho nên là dọn dẹp xong là tôi úp lại cái ni lông này bọc lại, để cho những cái khách hàng mà đến xem xe, ngồi thử xe nó không bẩn ra ghế. Chứ không bẩn ra ghế là tôi lại phải dọn lại, cho nên là tạm thời là tôi bọc lại cái ni lông này cho nó đẹp. Đấy, cái phần trần, à cái phần sàn đây là chủ xe cũng đã lót sàn da đây ạ. Đấy, lót sàn da và cái bộ thảm theo xe còn nguyên thì quý bạn nhé. Nếu như chạy nhiều thì không bao giờ còn cái thảm theo xe còn nguyên như này đâu. Đấy, thảm theo xe còn nguyên, trần rất là sạch sẽ, rất là đẹp luôn quý vị bạn này. Trần rất là đẹp nhé. Đấy, trần rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần táp lô, táp bi của chiếc xe quý vị bạn nhé. Bước lên xe thì tôi cứ mở cái chìa khóa lên cho quý bạn cùng xem đây nào. Đấy, chìa khóa. Đấy, tôi cứ tạm thời nổ cái chìa khóa, bật cái điều hòa lên cho nó mát cái đã. Hôm nay thời tiết rất là nắng nóng. Đồng hồ công tơ mét đây quý vị bạn nhé. Đấy, chiếc xe lăn bánh được 58.000 dặm đây quý bạn ạ. 58.000 dặm tức là nó khoảng 10 vạn km quý bạn ạ. Đấy, Mỹ là tính bằng mai, bằng dặm đây quý bạn nhé. Đồng hồ tính bằng mai, bằng dặm đây này. Đấy, chuẩn luôn đấy ạ. Đấy, đồng hồ công tơ mét chuẩn này. Vô lăng cần số rất là đẹp đây quý bạn này. Vô lăng này, cần số này, mới, quá mới luôn đấy. Và ở cái phiên bản đủ này thì vô lăng được tích hợp điều khiển âm thanh trên vô lăng này. Đấy, nó khác cái phiên bản thiếu là phiên bản thiếu nó không có cái điều khiển ở trên vô lăng. Và đặc biệt là xe cũng đã được trang bị cruise control quý bạn nhé. Đấy, cruise control đây ạ, kiểm soát hành trình ga tự động này. Đó, nội thất rất là đẹp. Xe cũng đã được trang bị là điều hòa tự động, cái đầu CD này nguyên bản theo xe này.
đầu CD nguyên bản theo xe. Bây giờ rất là nhiều người mua xe về hay độ màn hình Android, nhưng những chiếc xe này thì gần như những người chơi xe, những người đi chiếc xe này gần như những người đam mê và để chơi bời thôi, chơi giữ gìn xe, cho nên là gần như là giữ nguyên bản nhất có thể. Đấy, táp lô táp bi đẹp, rất là đẹp. Đấy, những cái phần nỉ này, phần nỉ trên này rất là đẹp đấy quý bạn nhé. Đấy, cửa nóc này, cửa nóc tôi mở cái cửa nóc ra cho quý bạn cùng xem. Cửa nóc này nó có hai chế độ, một là mở check, hai là mở hẳn đấy quý bạn nhé. Đây là tôi đang mở hẳn ra này, nó có thể mở check lên một chút và mở hẳn. Đây là đang mở hẳn đó. Đấy, thời tiết hôm nay rất nắng nóng cho nên là cũng không dùng đến cái cửa nóc này, nhưng mà giới thiệu với quý bạn đây nó là bản đủ, nó mới có cửa nóc. Và cửa nóc chỉ thích hợp cho dùng khi đi ra biển hoặc là đi ra những cái hôm nào mà thời tiết nó mát mẻ và ở những cái nơi nó có không khí trong lành, nhiều cây cối cũng nên mở cửa nóc ra. Đấy, quý bạn nhé, rất là mới, rất là đẹp luôn. Tôi lại đóng cái cửa nóc này lại. Đấy, cửa nóc cũng một chạm thôi là đóng được quý bạn ạ. Và cái điều đặc biệt ở chiếc xe Toyota Camry Mỹ này, quý vị có biết là cái điều gì mà nó lại thứ nhất là đắt, thứ hai nữa là nó lại được nhiều người yêu thích giữ gìn đến như vậy ạ? Đấy, vì ở cái chiếc xe Toyota Camry Mỹ này là cái tiêu chuẩn chất lượng theo Mỹ, cho nên tiêu chuẩn chất lượng nó rất là cao quý vị bạn ạ. Được trang bị đến 9 túi khí. Đây là một túi khí này. Đó. Phía bên này là hai túi khí này. Đấy, hai túi khí nha, mỗi bên hai là 4 này. 5 này. 6 này. À, mỗi bên này là 7 này. Cạnh ghế này nhé, 7 này. Và bên kia là 8, cạnh bên kia 8 và cái dưới này là 9 này. Cái dành cho người lái ở cái đầu gối người lái này rất ít xe được trang bị nhé. Ở chiếc xe Camry Mỹ này được trang bị cho hàng ghế lái này thêm một cái ở đầu gối nữa. Tức là cái vị trí lái này được trang bị đến xung quanh đến 4 cái túi khí cho người lái, cho nên rất là an toàn quý bạn nhé. Đấy, đấy là cũng là một trong những cái lý do mà nhiều người yêu thích chiếc xe Toyota Camry Mỹ này đấy ạ. Đi thì chắc chắn và lại độ an toàn lại cao. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau quý vị bạn nhé. Đấy, cốp sau này. Đầu tiên là vẫn cho quý vị bạn xem về cái phần keo chỉ của cốp sau này. Phần đầu, phần đuôi là chúng ta xem kỹ hơn, vì nó đâm đụng hay va chạm gì thì cũng hay ở cái phần đầu và phần đuôi quý vị bạn nhé. Đấy là phần nhiều nhất ạ. Đấy, keo chỉ là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nữa đâu, keo chỉ còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, cái cốp sau này còn nguyên bản, chứng tỏ là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía sau. Đấy, những cái phần nỉ này, những cái phần nỉ chắn ở cái cốp sau này cũng đều rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Đấy, rất là mới luôn đấy quý vị bạn này. Đấy, từ những cái phần nỉ này cho đến những cái phần nỉ trong cốp này cũng đều rất là mới, rất là sạch sẽ quý vị bạn ạ. Phải nói là chủ xe rất là giữ gìn, trong này rất là sạch. Nhìn qua về cái thảm thế thôi là quý vị bạn đã biết được là chủ xe cẩn thận và giữ gìn cỡ nào rồi. Tại vì là cái cốp sau này là rất nhiều người hay để đồ cá nhân này, hoặc là đi đâu lại về lại để đồ nó bẩn, mà chủ xe này vẫn giữ nguyên cái thảm nguyên bản của xe đấy. Chữ Camry vẫn còn mới trắng tinh. Và đây, những cái phần nỉ này thì quý vị bạn thấy được là nó rất là mới. Đấy, nhìn vào là nó rất là mới, ngay từ cái thảm này đã thấy thích rồi. Và ở chiếc xe Camry này nó có hai phần lót sau này nhé, kể cả cái lót dưới này, mở cái lốp này ra còn một cái lốp nữa cũng rất là mới đây quý bạn ạ. Quý vị các bạn thấy nó rất là mới không? Đấy, nhìn vào đã thấy thích rồi, đã biết được là tính cách của chủ xe có giữ gì này không là ở cái phần thảm này đấy ạ. Đấy, và mở hai cái lớp thảm này lên thì bên dưới là cái phần nhựa, à cái phần cát tông, cái tấm cát tông này là cái tấm để cài những cái phụ tùng, mở kích lốp và nâng cái cát tông này lên thì quý vị bạn thấy đấy ạ, những cái phần cài là còn nguyên, những cái típ lốp còn nguyên, kích còn nguyên, tại vì là chiếc xe này chưa có hạ cái lớp sơ cua này, lớp sơ cua còn mới tinh chưa dùng đến quý vị bạn nhé. Đấy, lớp sơ cua còn mới tinh chưa dùng, và đằng sau này chưa có một cái dấu hiệu của sự va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp đấy quý vị bạn ạ. Chúng ta phải đi tìm hiểu từ những cái chi tiết nhất, những cái nhỏ nhất để đánh giá được chiếc xe quý vị bạn ạ. Đấy, nhìn về đấy là đã biết là chủ xe cẩn thận cỡ nào rồi. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ đây ạ, keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ đâu, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản hết, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Đấy, keo chỉ còn nguyên. Đấy, và táp bi cửa cũng còn nguyên bản và rất là đẹp quý vị bạn ạ. Đấy, táp bi. Đấy, quý vị bạn xem thấy được chủ xe giữ gìn,
bên ngoài, bên trong nó đều đẹp, đều mới như vậy đấy. Nội thất da cao cấp còn nguyên còn đẹp như này đấy. Đấy. Đấy, có thể nói là tìm những chiếc xe Camry này ở trên thị trường nó không có nhiều đâu ạ. Và đặc biệt những chiếc xe đẹp này thì nó lại càng hiếm. Đấy, nội thất đẹp lắm đấy quý bạn nhé. Đây những cái phần ghế da này. Ghế da này nó còn nguyên và còn rất đẹp đấy quý bạn này. Tôi ngại bỏ cái ni lông người ta. Quý vị các bạn đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi thì quý vị các bạn mới thấy được nó đẹp nhỉ. Nó đẹp hơn rất là nhiều so với tôi quay video ạ. Vì tôi quay bằng điện thoại thôi quý vị bạn nhé. Đấy. Keo chỉ của cái cánh cửa phía trước bên phụ đây quý vị bạn này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn này. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy. Keo chỉ này đến ốc bản lề cánh cửa này. Còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Ốc bản lề cánh cửa phía sau bên phụ đây còn nguyên bản hết này, chưa có một cái dấu vết mở ra đấy. Và nội thất ghế da này, ghế da đằng trước này cũng rất là đẹp đây quý vị bạn nhé. Đây tôi bỏ ra cho quý vị bạn xem, nội thất da cao cấp luôn đấy, da này da rất xịn quý vị bạn nhé. Đấy, nội thất da cao cấp nguyên bản đây. Đấy, và lót sàn đây, chủ xe cũng đã lót sàn ra rồi. Và cái thảm nguyên bản theo xe đấy, vẫn còn nguyên cái thảm nguyên bản đấy. Thảm nguyên bản còn nguyên đấy nhá, chưa bị mất thảm. Nhiều xe là bây giờ dùng nó nát cái thảm ra thì vứt đi rồi đấy. Nhưng cái này là còn nguyên, còn rất là đẹp đấy. Từ những cái phần cửa nóc này, phần nhựa này đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, nghe cái tiếng đóng cửa rất là chắc, đúng chất xe Mỹ, đóng cửa rất chắc luôn quý vị bạn ạ. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi, và cái phần nội thất cũng rất là mới rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ, cái phần khoang lái. Trước tiên thì tôi cho quý vị bạn cùng xem về cái phần ốc cabo. Đấy, ốc cabo còn nguyên bản đây quý vị bạn nhá. Đấy, chưa có vết tháo, ốc cabo này chưa tháo, cabo chưa sơn. Keo chỉ cabo đấy ạ. Từ keo chỉ này còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn này. Keo chỉ cabo còn nguyên bản này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn đấy quý bạn nhé. Ốc cabo này còn nguyên, chưa có vết tháo nào cả luôn quý bạn nhé. Đấy, keo chỉ bên trong này còn nguyên hết ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm từ phía sau. Đấy, cái tem của nhà sản xuất trên cabo còn nguyên này. Và đặc biệt nữa là ở cái phần tem đằng trước này quý bạn nhé, nếu như bị đâm đụng hay là va chạm gì nó sẽ bị mất. Thứ nhất là mất keo này, thứ hai nữa là mất cái tán này, cái đinh tán này nó sẽ bị có vết làm ở đây là mất luôn này. Cái thứ ba nữa là đây là cái tem này. Tem rồi mã màu các thứ nó đều ở trên cái tem này đây ạ. Đấy, nếu như phải sơn là nó sẽ có vết lem nhem ở cái cạnh này quý vị bạn nhé. Đấy, nó còn nguyên chưa sơn. Đấy, chúng ta đi xem xe mà chúng ta phải căn cứ vào rất là nhiều cái này. Từ những cái keo chỉ này, ốc đinh tán này, tem này, ốc lỗ tròn này. Đấy, bị đâm đụng hay va chạm gì là nó có mất vết ngay quý vị bạn ạ. Đấy, cho nên là chiếc xe này nó còn nguyên đấy ạ. Từ những cái tấm nỉ đây, nỉ cabo đấy ạ. Tấm nỉ cách nhiệt, gọi là tấm nỉ cách nhiệt của cabo này, nó còn mới còn đẹp như này đấy ạ. Đấy, thì quý vị các bạn thấy được là chủ xe giữ gì nó như thế nào rồi đấy ạ. Đấy, về cái phần cabo và cái phần động cơ đây quý vị các bạn ạ. Bắt đầu từ 2010, model 2010 thì TOTA cũng đã trang bị cho chiếc Camry này là một cái khối động cơ xăng, động cơ đua VVTi và là 2.5 lít quý vị các bạn nhé. Trước đây nó chỉ là động cơ VVTi 2.4 lít thôi. Thì 2010, từ 2010 lên là bắt đầu lên đua VVTi 2.5 quý vị bạn nhé. Đấy, rất là thông minh và tiết kiệm nhiên liệu. Và động cơ thì rất là mới rồi quý bạn ạ. Đấy, còn nguyên hết, từ những con ốc này là còn nguyên, chưa có tháo đâu quý bạn nhé. Đấy, ốc yếc là còn nguyên bản hết này, chưa có vết tháo đâu quý bạn nhé. Đấy, còn nguyên này. Cụm phanh ABS này, trùng mới tinh luôn quý bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Một cái khối động cơ này chúng tôi cũng đã dọn dẹp qua đi một chút rồi quý vị bạn ạ, nhìn nó còn nguyên bản đấy ạ. Rất là đẹp, nguyên bản hết luôn, chưa có một chỗ nào làm lại ở trong cái khoang động cơ này luôn đấy ạ. Rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Đấy, tôi sẽ mở cái nắp nhựa ra cho quý vị bạn xem về cái phần nắp động cơ. Đấy, quý vị bạn thấy được là ốc ác là còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, ốc mặt máy còn nguyên bản và còn rất là đẹp quý vị bạn nhé. Cái động cơ này rất là đẹp này, keo chỉ của cái máy này là còn nguyên hết đấy ạ. Chưa có tháo ra, chưa có làm lại cái gì đâu quý vị bạn nhé. Đây là nguyên bản của nhà sản xuất đấy ạ. Đấy,
Đấy, về cái phần này, động cơ của chiếc xe rất là mới. Tất cả các con ốc ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên bản đấy. Quý vị các bạn nhìn thấy máy có chất không ạ? Đấy, phải nói là rất chất luôn. Có thể nói đây là một siêu phẩm quý vị các bạn ạ. Những ông chủ đi xe Camry Mỹ thì gần như ông nào cũng rất là giữ gìn. Đấy, rất là đẹp. Một khối động cơ 2.5 lít 2011 đấy ạ. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất rồi cái phần động cơ của chiếc xe Toyota Camry phiên bản LE nhập Mỹ 2011 này ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 638 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Camry nhập Mỹ phiên bản LE này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Camry phiên bản nhập Mỹ này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất mà chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.